Và mỗi nhóm sẽ present cái phần của mình. Riêng hai nhóm đầu, riêng có hai nhóm đó, thì các bạn sẽ không phải làm cái phần báo cáo chương. Thì cái nhiệm vụ của bạn sẽ có một cái nhiệm vụ khác, đó là các bạn sẽ được giao cái nhiệm vụ nhóm này. Như vậy thì 25% là chúng ta có 4% rồi. Còn tiếp theo là chúng ta có 30% cái điểm đánh giá cho các cái bài test, cho những cái bài kiểm tra mà có trong cái học phần này. Chúng ta sẽ có, vì là chúng ta không có nhiều cơ hội để tương tác với nhau, và chính vì lẽ đó thì tôi sẽ thiết kế tăng các cái bài đánh giá kiểm tra, bài thi sau từng cái buổi học, sau từng cái chương học cho các bạn, thì chúng ta sẽ có 30%. Chúng ta sẽ có 30% còn lại là dành cho cái bài final project của các bạn. Thì như đã nói thì chúng ta không đi thực tế được, cho nên là final project này nó chính, tức là nó giảm tải cho các bạn cái này, thay bằng hình thức đó chính là chúng ta sẽ làm cái, chúng ta sẽ dịch, các nhóm sẽ dịch các cái chương, những cái nội dung của các cái chương ở trong cái tài liệu mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Tuy nhiên thì dịch ở đây chúng ta, các bạn sẽ không dịch những cái case mà chúng ta chỉ dịch những cái nội dung của trong từng chương thôi. Còn những cái vấn đề như là câu hỏi rồi abstract, rồi mấy cái chi tiết, những cái case mà nó không liên quan thì chúng ta sẽ không có cần phải tập trung vào để dịch. Tuy nhiên thì để mà có được cái bài dịch này tốt thì các bạn sẽ phải dịch, và chúng ta sẽ đưa lên ở trên cái diễn đàn, và chúng ta sẽ cùng nhau comment ở trên đấy để chúng ta hoàn thiện, hoàn chỉnh cái bài dịch của mình qua 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 từng cái buổi học của các phần này, để các bạn hình dung. Và như vậy thì cái thời gian để các bạn hoàn thành cái bài dịch này, thì chúng ta sẽ phải hoàn thành trước khi mà các bạn cái presentation, cái phần của từng chương của các bạn. Như vậy là chúng ta hình dung ha, 10% cho điểm danh, 10% cho diễn đàn thảo luận, 20% cho báo cáo chương, 30% cho các cái bài test, và 30% cho cái bài dịch, tức là dự án final project thay cho cái final project của các bạn. Đấy. Thì chúng ta sẽ hình dung là như vậy. Và nhớ rằng là trong cái diễn đàn thảo luận này thì các nhóm sẽ post lên cái chương mà mình dịch ở trong diễn đàn thảo luận, các bạn sẽ tạo một cái diễn đàn và up cái file này lên ở trên cái diễn đàn, và các thành viên ở trong nhóm cũng như là các cái thành viên ở các cái nhóm khác vào đọc, và có thể có những cái comment hoặc là có những cái trả lời, những feedback. Thì thực ra là cái báo cáo cuối kỳ nó cũng nó sẽ có nhiều cái hoạt động như vậy. Thì đấy là về cách thức đánh giá. Còn về cái giảng dạy đó, hoạt động giảng dạy thì như các bạn thấy ở trong cái cửa sổ, ở trong cái các bạn phải dùng cái địa chỉ email của trường, thì các bạn có thấy là khóa học này được thiết kế cho các bạn như ở trong cái màn hình, và chúng ta như ở trong cái link đã gửi về cho các bạn. Và ở đây thì các bạn sẽ hình dung rằng là mình sẽ làm một vài những cái hoạt động như này. Tức là ở cái trang đầu, ở cái dòng đầu tiên này, các bạn thấy là link khoa học trực tuyến, thì cái link này thì sẽ dùng cho toàn bộ cái khóa học này. Các bạn sẽ dùng cái link này để các bạn vào lớp học, các bạn nộp. Cái thứ hai là chúng ta có điểm danh khóa học, thì ở đây chúng tôi tạo ra những cái điểm danh cho các bạn ở trong từng cái buổi học, thì chúng ta cũng phải vào để điểm danh vào cái khung thời gian quy định. Cái diễn đàn môn học đây, cái mục thứ ba đó là mục về tạo diễn đàn môn học, thì các bạn sẽ vào đây. Đầu tiên là cái nhiệm vụ của các cái nhóm trường, tôi đã chia nhóm cho các bạn, thì các cái nhóm trường sẽ, sau khi xong cái bài dịch của mình ở cái bản dạng là bản 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 đầu tiên, thì các bạn sẽ ném cái bài dịch đầu tiên này lên cái diễn đàn, và sau đó thì chúng ta sẽ vào comment, vào bình luận, vào góp ý, vào đặt ra những cái câu hỏi chẳng hạn, cho các cái nhóm, và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời ở trên này, tạo ra cái diễn đàn ở trên này. Các bạn sẽ có cái ebooks về cái service marketing, phiên bản version 7, bản mới nhất hiện nay.
tôi đã cũng rất nỗ lực để có được cái bản mới nhất này cho các bạn, và chúng tôi đã post ở đây. Thì cái Service Marketing version 7 này là chính là cái tài liệu để các bạn dùng làm cái tài liệu dịch các chương và chuẩn bị cái phần presentation của từng chương luôn. Đấy. Ngoài 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 cái những cái nội dung chung này này thì chúng ta sẽ có từng cái chủ đề, và những cái chủ đề này thì nó sẽ tương ứng với từng cái buổi học mà chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Buổi hôm nay thì nhiệm vụ của chúng ta là có 2 chương, và trong từng chương như vậy thì chúng tôi cũng có tải lên cho các bạn các cái tài liệu là những cái slide của từng chương mà chúng tôi sẽ dùng để giảng dạy, hoặc là những cái slide tham khảo gọi là tóm lược lại cho các bạn để các bạn có thể đọc trước khi mà các bạn bắt tay vào soạn thảo hoặc là đọc những cái nội dung full ở trong từng chương. Thì khi mà chúng ta nắm những cái thông tin chính ở trong những slide tóm lược như vậy đó, thì nó cũng giúp cho các bạn có một cái app, một cái abstract, một cái bản tóm lược về những cái ý tưởng để các bạn hình thành nên cái phần làm cái bài của mình, nó bài nhỏ của mình nó trở nên tốt hơn. Ngoài ra thì còn có một số những cái có thể là có thêm một số các tài liệu, một số các cái video, một số các cái website mà chúng tôi có thể cung cấp thêm để cho các bạn tham khảo. Và cứ mỗi trong một cái buổi học như vậy thì chúng ta cũng sẽ có những cái bài test. Và ví dụ như hôm nay các bạn sẽ có một cái bài test, và cái thời gian dự kiến của bài test này là khoảng 10 giờ 15 sau khi chúng ta hoàn thành hết các nội dung của 2 chương, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái bài test này trong vòng khoảng 45 phút, với đâu đó khoảng cỡ 27 gần 30 câu hỏi, và đương nhiên là câu hỏi trắc nghiệm. Ở cái buổi đầu này thì tôi đang để dạng là câu hỏi trắc nghiệm, có thể những buổi sau thì có thể có thêm những câu hỏi tự luận nữa để các bạn trả lời. Đấy, thì cái cấu trúc là nó sẽ đi theo từng cái chủ đề như vậy. Và bắt đầu từ cái chủ đề thứ hai trở đi đó, thì tôi sẽ không trình bày chính nữa, tức là các chương tôi sẽ không present, tôi sẽ không có thuyết giảng nữa, mà các nhóm sẽ bắt đầu vào trình bày. Và mỗi một cái nhóm như vậy đó, mỗi một nhóm như vậy đó thì chúng ta sẽ có số lượng thành viên từ 6 đến 7 thành viên, khoảng 3 4 nhóm gì đấy là 7 thành viên, còn lại là 6 thành viên. Thế thì mỗi một cái thành viên như vậy đó thì cũng khuyến khích là mỗi một thành viên lại đều phải lên present một cái phần nào đấy trong cái nội dung của cái chương mà nhóm đã phân công cho các bạn. Nên có nghĩa là tất cả các thành viên đều lên để trình bày. Và khi các bạn lên present thì cái việc đánh giá cái phần trình bày của các bạn á, ngoài cái đánh giá tổng thể cho nhóm thì trong từng cá nhân như vậy sẽ được đánh giá. Cho nên là có thể là cái điểm bài tập nhóm của các bạn trong cái phần present này nó sẽ không giống nhau. Có những bạn trình bày tốt, hiểu bài, giải quyết được các cái vấn đề một cách clear, đưa ra được những cái ví dụ thực tế, hoặc là những cái ví dụ rất là gắn liền với cái phần nội dung mà các bạn trình bày, thì đương nhiên là cái phần presentation đấy của các bạn sẽ được đánh giá tốt hơn so với những bạn khác. Thì như vậy nhiều hơn là đánh giá dồn vào cho một cái bài thi đây thì tính may rủi vào cái cuối kỳ. Và thế thì một cái điểm nữa cũng rất là kỳ vọng của các bạn, đó là chúng ta là sinh viên năm cuối, đúng không ạ? Các bạn là sinh viên năm cuối, cho nên rằng là rõ ràng rằng là những cái background của các bạn, cái nền tảng kiến thức của các bạn về 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 kinh tế, về quản trị kinh doanh thì nó khá là tốt rồi. Cho nên rằng là những cái môn mà các bạn học sẽ là những cái môn mà nó có những cái background liên 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 quan đến những môn học trước, và nó cũng đòi hỏi những cái cọ sát, những cái kinh nghiệm thực tiễn của các bạn nữa. Đấy, cho nên rằng là hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái bài dịch, những cái bài trình bày, những cái bài chuẩn bị hết sức là tốt để làm cho cái môn học này nó trở nên trên đây cho các bạn. Thì các bạn có thắc mắc gì không? Có trao đổi gì thêm không? Không đúng không? Đây, ok, cho cơ hội nói mà không nói ha. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bắt đầu vào cái nội dung trình bày nhé các bạn. Các bạn đã thấy được cái màn hình chưa?
Con thấy được chưa bạn? Dạ Được thấy rồi rồi ạ. ạ. Thấy nó di chuyển chưa? Thấy cái slide đã di chuyển chưa? Mình chưa thôi. Không thấy di chuyển hả? Các bạn chỉ thấy đứng im ra, không thấy di chuyển hả? Dạ. Thử lại nhé. Về marketing, về lĩnh vực dịch vụ. À, và cái đây cũng là một cuốn sách mà được khá nhiều trường đại học, khá nhiều cái người giảng dạy về service marketing chọn lựa để mà dùng cho cái việc giảng dạy. Và trên tinh thần đấy thì với các bạn là sinh viên năm cuối, cho nên rằng là cái tài liệu của môn học này thì toàn bộ là chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn là dựa trên cái giáo trình này. Tuy nhiên thì các bạn lại có nhận được mà các bạn có một cái may mắn hơn, đó là các bạn có ý kiến khác nào? Xin mời một bạn nữ đấy. Bạn là, mời bạn Bích Linh, Lê Thị Bích Linh. Bạn Bích Linh vắng à? Dạ không mà em đang À. bật mic nó bị trục trặc ạ. À, được rồi đó Linh. Dạ. Dạ em không có ý kiến khác so với bạn Lân à thầy. Em hiểu thế nào là dịch vụ? Dạ em nghĩ dịch vụ là mình giải quyết những cái khúc mắc đối với những khách hàng mà thắc mắc với mình, với lại là cung cấp những sản phẩm, những vấn đề với khách hàng ạ. Mình giải đáp những cái khúc mắc ha, nó giống như là cách tiếp cận của bạn Linh, là nó giống như là gọi là customer service, dịch vụ khách hàng. Khi khách hàng có những thắc mắc thì mình sẽ giải đáp, cung cấp những cái thông tin hoặc là giải đáp những cái thắc mắc mà khách hàng quan tâm. Ok, thế thì đấy là hai cái cách hiểu tương đối là basic của hai bạn ở trong lớp, đại diện cho hai phái về thế nào là một cái dịch vụ. Câu hỏi về thế nào là dịch vụ. Đó. Thì thực ra để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ cũng rất là dễ, là các bạn sẽ rất là đời thường, và các bạn đã từng trải nghiệm, đã từng tiếp xúc, đã từng gặp gỡ, hoặc thậm chí là đã từng tham gia vào trong một cái dịch vụ nào đấy rồi. Thì chúng ta hiểu một cái nôm na đơn giản, dịch vụ là gì? Dịch vụ đó là những cái hành động, nó là những hành động, hành vi, là những cái quy trình, là tiến trình, hoặc là cái quá trình chúng ta biểu diễn, chúng ta thực hiện một cái hoạt động nào đấy để mà chúng ta có thể là tạo ra một cái dịch vụ mà được cung cấp bởi một cái bởi bởi chúng ta, bởi một cái thực thể nào đấy đối với lại là một cái thực thể khác hoặc một cái người khác. Thì hiểu một cách nôm na và rộng và tương đối là gọi là bao trùm về dịch vụ là như vậy. Như vậy thì nó dịch vụ đấy chính là những cái hoạt động, đúng không? Đó chính là quy trình, đó chính là những cái quạt những cái sự thực thi mà được cung cấp bởi một ai đó hoặc là một tổ chức nào đó đối với một ai đó hoặc một cái tổ chức khác, đối với một cái người khác, một cái tổ chức khác, thì đấy chính là dịch vụ, đúng không? Như vậy thì trong cái khái niệm về dịch vụ thì ở đây các bạn thấy rằng là nó sẽ có liên quan đến cái yếu tố con người rất là nhiều, rất là nhiều. Và các bạn sẽ thấy rằng là trên thực tế đó thì nó có những cái lĩnh vực nào, những cái ngành nghề nào mà hiện đang hiện hữu và được xem như là cái dịch vụ và đang khá là phổ biến hiện nay. Thì ví dụ như là một trong những cái lĩnh vực mà các bạn có thể đây được xem như là một trong những xu hướng về business của ở thời điểm hiện tại và tương lai rất là mạnh, đó chính là cái dịch vụ về healthcare. Healthcare là dịch vụ như này, là chăm sóc sức khỏe đấy, đó các bạn. Ví dụ như là trong healthcare thì chúng ta có những cái dịch vụ mà các bạn đã từng có những từng hoặc là đã có những cái trải nghiệm hoặc là đã nghe, ví dụ như là bệnh viện này. Bệnh viện đấy chính là bản chất nó là một dịch vụ, đúng không ạ? Rồi medical practice này, rồi dentist này, rồi eye care, chăm sóc mắt, chăm sóc răng. Ở đây các bạn nữ, đúng không? Các bạn nam, chúng ta đều có những cái
vấn đề về răng miệng chẳng hạn, hoặc là chúng ta muốn làm cho, hoặc là khi mà chúng ta không có, kể cả khi không có vấn đề răng miệng, chúng ta muốn làm cho cái hàm răng của mình trở nên đẹp hơn, thì các bạn bạn sẽ đến dentist, đến nha sĩ để mà người ta sẽ tư vấn, người ta sẽ làm cho cái hàm răng của bạn trở nên đẹp hơn. Thì healthcare là một trong những cái ngành công nghiệp dịch vụ mà hiện nay được khá nhiều các cái quốc gia cũng như là khá nhiều các cái doanh nghiệp họ quan tâm, rất là quan trọng. Cái loại thứ hai mà chúng ta có thể cũng được hình dung nó là một cái loại dịch vụ, đó là dịch vụ có là chuyên biệt, dịch vụ có nhất là về ngành nghề đó, ví dụ như là các dịch vụ liên quan đến kế toán, luật, kiến trúc sư, như là các dịch vụ về kế toán. Hiện nay các bạn lại thấy rằng là có những doanh nghiệp họ không 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 có một cái bộ phận kế toán riêng biệt, thường là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì họ không có một cái bộ phận kế toán riêng biệt, mà họ sẽ sử dụng cái dịch vụ kế toán được cung cấp bởi những cái doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ về kế toán. Ví dụ như là các bạn thấy ở trung tâm khởi nghiệp của Trường Hòa Lạc thì có một cái doanh nghiệp là doanh nghiệp về 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 dịch vụ kế toán, tức là họ chuyên đi cung cấp dịch vụ là kế toán thuế. Tức là thay vì là một doanh nghiệp vừa và nhỏ họ phải thuê một cái kế toán và trả lương cho người ta hàng tháng, bây giờ thuê một kế toán làm việc hàng tháng bây giờ thì tối thiểu cũng phải là 7-8 triệu thì mấy bạn mới làm. Và như vậy thì một cái doanh nghiệp rất là nhỏ, một tháng thì có vài ba chục cái nghiệp vụ thì nó sẽ rất là phí. Thành thử ra những doanh nghiệp như vậy thì họ không không có bộ phận kế toán riêng mà họ thuê cái dịch vụ của công ty này, và như vậy thì cứ làm cái quyết toán thuế trong một hàng tháng như họ, hoặc hàng quý như vậy, thì cứ một tháng như vậy trả cho họ khoảng 2-3 triệu, 3-4 triệu, nó rẻ hơn nhiều so với việc là chúng phải thuê một cái lao động đấy chuyên về kế toán. Hoặc là ví dụ như là dịch vụ về về tư vấn luật, nhiều khi các bạn sẽ thấy rằng là khi gặp phải những cái vấn đề về luật, gặp phải những cái vấn đề về hợp đồng, gặp phải những vấn đề về đất đai, các bạn không am hiểu về luật thì các bạn cần phải tham vấn hoặc là sử dụng những cái dịch vụ của các cái văn phòng luật sư, thì đấy chính là một cái loại hình nữa của dịch vụ. Đó. Hiện nay ở Lâm Đồng thì có rất là nhiều những cái văn phòng luật sư ở Hồ Chí Minh, thì đấy là cái dịch vụ về về luật, dịch vụ. Cái dạng cái loại hình thứ ba đó là cái dịch vụ về finance, dịch vụ financial service, các dịch vụ liên quan đến tài chính, ví dụ như là banking, liên quan đến ngân hàng, đúng không nào? Các bạn hiện nay thì chúng ta là cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của mỗi một cái người dân, mỗi một cả kể cả bản thân là mỗi các bạn sinh viên, thì chúng ta không 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 thể không nói không liên quan đến các cái dịch vụ của ngân hàng, đúng không? Chuyển tiền, gửi tiền, rồi gì mobile banking, đúng không? Trên apps vân vân, rồi investment advising, tức là các cái dịch vụ về tư vấn đầu tư. Nhiều khi các bạn có nhiều tiền cũng không biết là mình bây giờ mình phải làm gì, mình có một cái khoản tiền như vậy bây giờ không biết phải làm gì để nó có thể là sinh ra cái tiền đấy, nó sẽ sinh lợi tốt tốt nhất. Thế thì nếu như bạn nào mà có cái khả năng tự đầu tư tốt và tự tìm kiếm những cơ hội tốt thì không nói, nhưng mà có những người họ không có cơ hội để, không có khả năng đấy, hoặc là thậm chí đôi khi là họ không có thời gian để họ làm quản quản làm cái việc đấy nó tốt hơn, họ sẽ tham vấn những cái chuyên gia về tư vấn đầu tư, nên đầu tư bao nhiêu vào cổ phiếu nào đó, nên đầu tư vào bất động sản, nên đầu tư vàng, nên đầu tư vào đô la đó, thì các bạn sẽ cần phải có những cái advising như vậy từ những cái nhà đầu tư vấn đầu tư chuyên nghiệp đấy. Hoặc là ở đây các bạn sắp tới sẽ học cái môn thị trường chứng khoán, đúng không? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ làm quen với một cái nghề, một nghề broker, và nghề chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư cá nhân. Thì những broker này sẽ hàng ngày sẽ đưa những cái bản tin, những cái tư vấn cho các bạn là sẽ nên chọn cổ phiếu nào, vì sao, và các bạn có thể là sẽ follow những cái advice đấy của các cái broker. Rồi cái dạng nữa đó là insurance, tức là bảo hiểm, đúng không? Đó cũng là một loại hình của dịch vụ tài chính. Và hiện nay các bạn thấy rằng là các ngân hàng ngày xưa thì ở Việt Nam thì nó ít, nhưng mà hiện nay khi các bạn vào làm việc ở các ngân hàng thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải làm thêm một nhiệm vụ nữa là bán bảo hiểm. Vì các ngân hàng hiện nay thì đều có các công ty con là các công ty bảo hiểm, và bán bảo hiểm được xem như là một trong những chỉ tiêu mà bạn phải làm trong ngân hàng. Ví dụ như là một tháng như vậy các bạn phải bán bao nhiêu cái bảo hiểm
Đấy, đấy cũng là một cái áp lực mà làm cho rất là nhiều những cái bạn khi mà vào làm ngân hàng bị stress vì phải chỉ tiêu, phải chạy đua với các cái vấn đề về áp lực về bán bảo hiểm. Rồi hospitality, tức là các cái vấn đề liên quan đến nhà hàng, khách sạn, một trong những cái ngành nghề, một trong những lĩnh vực mà cũng rất là hot trong khoảng 4-5 năm trở lại đây. Làm các thủ tục còn lại là các bạn cứ đến giờ là xách 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 ba lô lên và đi. Thì đấy là cái dạng của travel agency. Tuy nhiên, travel agency hiện nay cũng đang gặp phải rất là nhiều những thách thức không nhỏ. Đó chính là những cái thách thức liên quan đến cái xu hướng của cái người người tiêu dùng, là người ta không thích đi du lịch đông nữa, đặc biệt là giữa tác động của dịch bệnh nữa. Thì bây giờ đi theo đoàn 20-30 người là cái xu hướng đấy nó giảm rồi, và thay vào đấy thì người ta sẽ customize, người ta đi thích đi nhóm nhỏ hoặc là thích đi khám phá bản thân cá nhân họ hơn, bởi vì họ có thể tự book phòng thông qua những ứng dụng, họ có thể tự đặt vé máy bay thông qua những ứng dụng của các hãng hàng không, vân vân. Và những cái nhiệm vụ còn lại thì họ sẽ có thể search và tìm hiểu các thông tin rất là thuận lợi với sự hỗ trợ của internet. Cho nên là Travel Agency đang đứng trước những thách thức rất là lớn về chuyển đổi cái mô hình kinh doanh để làm sao mà thích ứng với những cái sự thay đổi trong cái xu hướng của tiêu dùng, của xu hướng đi du lịch, xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng nữa. Rồi theme park, những cái dạng công viên theo chủ đề, những cái dạng mà đi 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 tới tham quan những cái công viên mà các bạn thấy là không phải những công viên kiểu như ở Đà Lạt, công viên Gạch Xin hay là công viên vườn hoa của mình, mà những công viên chủ đề là những công viên rất là lớn. Để tham quan nó thì có khi các bạn phải đi vài ngày thì các bạn mới hết cái công viên chủ đề này. Rồi ngoài ra còn có những cái loại hình dịch vụ khác, nó nhỏ lẻ, có thể là được sắp vào cái nhóm là những cái ngành dịch vụ khác, ví dụ như là styling, những cái ngành về 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 thiết kế, về về tạo mẫu tóc nè, rồi chăm sóc thú cưng đó nào, rồi những cái câu lạc bộ về sức khỏe, ví dụ như là phòng tập gym chết này kia các bạn nữa, dụ câu lạc bộ yoga đó, rồi interior design, những cái thiết kế về mặt nội thất. Thì đấy là những cái ngành nghề về dịch vụ mà về tài chính, rồi bảo hiểm và các vấn đề liên quan đến bất động sản, thì nó chiếm đâu đó khoảng 20% vào trong cái GDP. Tương tự như vậy là thì cái lĩnh vực ví dụ như là education và health service thì nó chiếm khoảng 8%, professional and business service thì nó chiếm khoảng 10%, transportation thì chiếm khoảng 5%, và cái retail trade như thương mại bán lẻ chiếm khoảng 9%. Tổng hết tất cả các bạn nhìn thấy lại đó, thì trong khi đó các bạn, trong khi đó cái lĩnh vực mà chúng ta được biết đến khá lâu khá sớm là manufacturing, tức là những lĩnh vực sản xuất đó, lĩnh vực mà nó tạm gọi là cái gọi là ngược lại với dịch vụ, là lĩnh vực sản xuất, tạo ra những cái vật chất, tạo ra những cái thứ hữu hình đấy, thì nó chiếm khoảng 18%, đó, khoảng 18%. Như vậy thì các bạn thấy rằng là cái tỷ trọng mà cái ngành dịch vụ đóng góp vào trong GDP của nước Mỹ thì nó chiếm là hơn 80% so với cái tỷ trọng. Thì câu chuyện đấy để nói với các bạn một cái điều rằng là như vậy cái vai trò của dịch vụ nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với các cái nền kinh tế nói chung, và trong đó thì cái điều mà thể hiện rất là rõ ở đây cho các bạn bằng dữ liệu mà chúng tôi có được, đó chính là cái ngành đối với Hoa Kỳ thì cái service industry nó contribute rất là một cái tỷ lệ là trên 80% cho cái tổng sản phẩm quốc nội, tức là toàn bộ giá trị tạo ra trong một năm thì cái ngành dịch vụ nó chiếm một cái tỷ trọng là tới hơn 80%. Thì câu chuyện đấy để nói với các bạn một điều rằng là nó rất là cái vai trò của dịch vụ, tại sao chúng ta phải làm nghiên cứu về 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 dịch vụ, tại sao chúng ta phải quan tâm đến service marketing là như vậy, tức là bởi vì cái ngành dịch vụ nó đóng cái vai trò ngày càng quan trọng hơn. Đấy là lý do mà chúng ta cần phải nghiên cứu về cái này. Cái vấn đề tiếp theo đó là cái câu chuyện về về như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là đây 26 là cái tỷ trọng của cái ngành dịch vụ nó lại tiếp tục tăng lên. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, cái dịch vụ ở đây chúng ta sẽ hiểu đó là như một cái sản phẩm, đúng không? Bởi vì chúng ta thấy cái đóng góp của cái vai trò quan trọng của nó
là như vậy. Cho nên rằng là, và có thể nói rằng là đây chính là một trong những cái điểm, một cái nội dung rất là quan trọng, dịch vụ được như một cái sản phẩm, và nó sẽ một cái sản phẩm ở đây các bạn sẽ thường nghe và hiểu nó là một cái sản phẩm hữu hình, ví dụ như là một cái máy tính, một cái bàn, một cái ghế, là nó trở nên quen thuộc với các bạn. Tuy nhiên dịch vụ ở đây chúng ta hiểu rằng là nó cũng có thể là những cái thứ mà là một cái sản phẩm, nhưng một sản phẩm ở đây được hiểu đó là nó liên quan đến những thứ mà nó vô hình hơn, nó không có hiện diện bằng bằng vật thể, bằng một cái vật chất cụ thể. Nó là một cái dạng dịch vụ, nó là một cái dạng nó chứa đựng những yếu tố nó vô hình hơn. Tuy nhiên thì những cái vô hình đấy nó vẫn mang đến những cái giá trị cho khách hàng, và khách hàng vẫn sẵn sàng để chi trả cái chi phí cho việc là họ có những cái, họ sử dụng những cái dịch vụ đó. Thì đấy là một cái nội dung mà chúng ta phải lưu ý với nhau. Tức là dịch vụ như là một cái sản phẩm. Là cái loại hình thứ hai mà liên quan đến cái ý kiến của bạn Lân, bạn Lân, bạn Lan gì đấy lúc nãy có trao đổi, là dịch vụ là những cái vấn đề nó giống như kiểu là giải 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 đáp giải giải đáp những cái thắc mắc cho khách hàng, đối với khách hàng. Thì đấy nó liên quan đến gọi là customer service, tức là cái dịch vụ khách hàng. Dịch vụ khách hàng thì nó cũng được xem như là một cái loại hình, một cái khía cạnh rất là đặc biệt của dịch vụ. Cái dịch vụ khách hàng ở đây nó không phải giống như là một cái sản phẩm hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn tham gia cấu thành vào trong cái quá trình để mà cung cấp cái giá trị, hoặc là cung cấp các cái sản phẩm cho khách hàng. Ví dụ như là dịch vụ hậu mãi, đúng không? Dịch vụ giao hàng, dịch vụ bảo hành, dịch vụ bảo trì. Thì đấy là những cái điều mà nó cũng sẽ liên quan đến đến các cái vấn đề về 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 cái khía cạnh là về dịch vụ khách hàng, customer service. Thì đấy là những cái điểm mà các bạn lưu ý. Một cái nội dung tiếp theo đóng vai trò cũng rất là quan trọng để các bạn hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn về cái khía cạnh cực kỳ quan trọng để mà phân biệt giữa một cái dịch vụ và một cái sản phẩm, đó chính là cái phổ hữu hình, gọi là tangibility spectrum, là cái phổ hữu hình, hay nó khác là tạm gọi là một cái dải hữu hình, để các bạn hình dung. Thì với những cái thứ được gọi là goods, được gọi là products, và những cái thứ được gọi là service, thì các bạn đã thấy rằng là đôi khi để mà phân biệt một cái sản phẩm hoàn toàn là hữu hình và một cái dịch vụ hoàn toàn là vô hình thì nó không hề dễ dàng, và nó sẽ có những cái sự pha lẫn. Ví dụ những cái sản phẩm mà được gọi là những sản phẩm vật chất dễ hình dung nhưng mà nó sẽ không nhiều, ví dụ như là muối này, nước 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 uống này, soft drink này, đúng không? Thì đấy là những cái thứ mà nó rất là hữu hình, đấy là những cái sản phẩm bàn ghế. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng cái mức độ hữu hình, tức là mức độ hiện hữu có thể sờ mó cầm nắm được, nó sẽ giảm dần. Ví dụ như là sau đó là chúng ta sẽ giảm dần, ví dụ như là về cosmetic, tức là mỹ phẩm này, hoặc là những cái cửa hàng fast food. Những cái fast food thì các bạn thấy rằng là đôi khi nó chính là một cái sự combine, một cái sự pha trộn giữa những yếu tố vô hình và những yếu tố, cả những yếu tố hữu hình. Ví dụ như các bạn đến một cái cửa hàng ở Lotte chẳng hạn, cửa hàng fast food ở Lotteria, đúng không? Thì các bạn thấy rằng là gì? Ở vào Lotteria, cái hữu hình của nó là những cái bảng hiệu, đúng không? Là những cái bàn ghế, những cái màu sắc, những cái món ăn các bạn có thể ăn vào, các bạn cảm nhận được, các bạn sờ mó cầm nắm người được. Nhưng những cái thứ mà vô hình của fast food, ví dụ như là nhân viên, thái độ, rồi cái quy trình họ 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 cung cấp cho các bạn, ví dụ như bạn order một cái món ăn thì nó rất là nhanh. Thì đấy là những cái thứ vô hình mà các bạn không thể nhìn thấy được, không thể sờ mó và cầm nắm được, và nó có thể tích hợp vào để tạo thành một cái dịch vụ hoàn hảo của Lotteria. Rồi như vậy, và như vậy và cứ như vậy thì các bạn thấy rằng là cái mức độ vô hình nó sẽ tăng dần hơn khi mà những hàng hóa được xem như là những dịch vụ. Và các bạn thấy như ở trên cái phổ này, các bạn hình dung ví dụ như là về advertising agency, những cái đại nhà quảng cáo, những cái đại lý quảng cáo, những công ty quảng cáo, thì cái vô hình nó sẽ nổi trội hơn, nó sẽ nổi bật hơn, nó sẽ đóng vai trò nổi bật hơn là cái yếu tố hữu hình. Rồi ví dụ như là airlines, những cái hãng máy bay,
thì cái yếu tố dịch vụ và yếu tố vô hình nó cũng sẽ nổi bật hơn. Ví dụ như mức độ chính xác về giờ giấc, cái dịch vụ của đội ngũ tiếp viên, đúng không nào? Vân vân. Rồi những cái nhà quản lý đầu tư, đúng không? Thì mình rất là khó để có thể là đôi khi có thể là những cái thứ hữu hình, ví dụ như là cái văn phòng của họ, nó hiện hữu, nó là một cái signal để mà thể để có thể là mang đến cho các bạn một cái cung cấp dịch vụ tốt. Tuy nhiên thì cái nổi bật hơn là cái kiến thức của những cái nhà quản lý các cái quỹ đầu tư này, thì làm sao mà đưa ra những cái bạn cho bạn những cái tư vấn một cách hiệu quả nhất, tốt nhất để các bạn có thể tạo ra được những cái lợi ích từ trên cái khoản đầu tư của mình. Rồi consulting, những nhà tư vấn, thì các bạn thấy rằng là một cái ông bác sĩ đến một các bạn đến một cái bệnh viện, đúng không nào? Nhiều khi là các bạn đến một cái bệnh viện và một cái bệnh viện các bạn sử dụng cái dịch vụ của bệnh viện đấy, bởi vì là cái ông bác sĩ đấy, bởi vì cái khả năng tư vấn, khả năng khám chữa bệnh, chẩn đoán của bác sĩ đấy khám tốt, đúng không? Thế nhưng mà làm thế nào để mình biết ông bác sĩ đấy khám tốt? Thì câu chuyện này nó rất là khó để mà mình có thể hình dung. Họ cũng kê đơn thuốc, họ chữa cho các bạn lành bệnh. Thế nhưng mà cái thời gian chữa lành bệnh 2 ngày, 3 ngày với lại cái thời gian chữa lành bệnh 1 ngày và thời gian chữa lành bệnh 1 tuần thì nó rất là khác, và chúng ta không có một cái tiêu chí để chúng ta so sánh rõ ràng. Và chính vì lẽ đó thì cái yếu tố vô hình của consulting này nó trở nên rất là lớn. Rồi teaching đó cũng là thể hiện một cái yếu tố vô hình. Đấy thì đấy là cái phổ hữu hình để các bạn hình dung rằng là có những sản, có những cái dịch vụ đó, có những cái sản phẩm, có những dịch vụ đó là nó sẽ khó để mà chúng ta có thể tách biệt hoàn toàn là những cái sản phẩm vật lý và những cái sản phẩm là vô hình. Tuy nhiên thì có một cái điểm mà chúng ta phải thống nhất với nhau rằng là gì, đối với những cái lĩnh vực mà thuộc về manufacturing, tức là sản xuất những cái sản phẩm cụ thể đó, thì thường yếu tố vô hình, yếu tố hữu hình nó sẽ nổi bật hơn. Còn những cái thứ mà thuộc về dịch vụ đó thì những cái intangible, tức là nó nổi bật hơn ở cái yếu tố vô hình. Thì đấy là cái quy ước, đấy là cái nguyên lý mà các bạn nắm, chúng ta phải thống nhất với nhau để chúng ta hình dung. Tức là càng 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 tôi thường gọi là gọi là poor service đó, tức là dịch vụ thuần túy, dịch vụ mà rất là đặc về dịch vụ, thì như là teaching consulting. Còn có những cái mà nó không chỉ không có poor service, không có thuần túy về mặt dịch vụ, mà có thể là nó sẽ kết hợp cả hữu hình và vô hình, như ví dụ là fast food. Thì chúng ta hình dung như vậy rồi. Hotel chẳng hạn, cũng có thể có những cái khách sạn chẳng hạn. Thì nó vừa cả hữu hình và vô hình. Hữu hình đó là những cái phòng ốc, những cái cơ sở vật chất, những cái lobby. Nhưng mà vô hình đấy chính là đội ngũ nhân viên, đó là cái quy trình dịch vụ. Những thứ mà chúng ta thấy rằng là không dễ để chúng ta cảm nhận được. Đấy. Rồi thì đấy là những cái chia sẻ với các bạn để chúng ta thống nhất với nhau rằng là cái dịch vụ nó là như vậy. Thế thì tại sao nó lại là marketing dịch vụ? Tại sao chúng ta phải nghiên cứu một cái môn học này? Tại sao nó lại có hình thành cái môn học này? Thì có một vài lý do. Cái lý do thứ nhất đó chính là cái sự gọi là nổi bật, khá là cái sự nổi bật, cái sự đóng góp lớn của dịch vụ đối với nền kinh tế của thế giới. Thì cái này như chúng tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng có một cái minh họa để cho các bạn hình dung này. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng có cái các bạn thấy ở Việt Nam thì cái ngành dịch vụ của Việt Nam nó cũng đóng chiếm một cái tỷ trọng khá là lớn, ngày càng lớn các bạn. Hiện nay thì cái dịch vụ của mình nó đâu đó khoảng cỡ xỉ khoảng cỡ bốn mấy, gần 50% cái đóng góp của dịch vụ. Đương nhiên cái cách phân loại của mình thì nhiều khi nó không được rõ, không được chi tiết như là cái sơ đồ mà các bạn thấy ở trong của US đó. Tuy nhiên thì cái vai trò của cái lĩnh vực dịch vụ, nếu như mà các bạn có thể là nếu mà tách biệt được, hoặc là chúng ta nhìn trên cái sơ đồ cũng thấy rằng là nó ngày càng đóng cái vai trò quan trọng, đâu đó khoảng cỡ trên 50 40 mấy phần trăm. Nhưng mà hiện nay thì có thể là nó cái số lượng nó sẽ cao hơn.
số liệu nó sẽ cao hơn. Và nếu như mà chúng ta tính cho nó đủ, cho nó chính xác theo kiểu của sơ đồ của US, nó phân tích cụ mãi đó, thì tôi thầy thầy tin chắc rằng là cái con số này nó càng cao hơn. Để cho các bạn hình dung về cái ở Việt Nam, nhân tiện là nói đến cái câu chuyện về 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 cái vai trò quan trọng của dịch vụ đóng góp đối với nền kinh tế của thế giới cũng như là của các quốc gia. À, cái thứ hai, cái lý do tại sao mà service bạn nào đấy tắt cái dùng cho thầy cái mic này. À, okay. Thì bạn sẽ thấy rằng là cái vai trò, cái vấn đề thứ hai đó là cái dịch vụ nó như là một trong những cái mô hình kinh doanh mà nó không thể thiếu của những cái doanh nghiệp mà kinh doanh mà dựa vào cái hàng hóa. Hay nói khác là khi ngay cả đối với những doanh nghiệp mà trước đây vốn thuần túy là họ cung cấp các cái vấn đề về hàng hóa đó, sản phẩm hữu hình đó các bạn, thì để mà tăng để mà có thể là họ cũng đã bắt đầu nhận thức được rằng là cái vai trò quan trọng của việc làm dịch vụ, ví dụ như là những cái hãng sản xuất xe hơi chẳng hạn. Thì ngay trước đây khi họ sản xuất xe hơi thì họ bán cái xe hơi, nhưng mà nếu như thế thì không đủ, sẽ không ai mua xe hơi của họ cả, dù rằng là cái xe hơi đấy có thể nó tốt. Thì họ phải làm sao mà có được cái dịch vụ bán hàng nó phải tốt nữa cơ, ví dụ như là làm thế nào để khách hàng có thể mua được xe hơi của họ, họ phải tạo ra những cái showroom như thế nào, họ phải tạo ra cái đội ngũ tư vấn để mà chọn cái xe hơi này mà không phải chọn cái xe hơi khác, họ phải thấu hiểu được khách hàng. À, họ phải bảo trì khi khách hàng đi vận hành cái xe hơi đấy một thời gian, nó bị hư, nó bị xuống cấp, nó cần phải bảo trì bảo dưỡng, thì ai sẽ là người làm cái việc đấy? Bộ phận dịch vụ. Đó. Chính vì lẽ đó thì các doanh nghiệp bắt đầu nhận thấy một cái điều rằng là không thể mà chỉ bán một cái sản phẩm thuần túy và finish trong cái mô hình kinh doanh ngày nay, mà cần phải làm sao đó, đúng không ạ, truyền tải đến cái sản phẩm của mình và bằng cách là phải cung cấp được một cái dịch vụ tốt cho khách hàng nữa thì mới được. Còn nếu như mà chỉ là thuần túy về mặt là bán sản phẩm xong mà thôi thì nó sẽ rất là khó, rất là khó, rất là khó. Đấy là lý do mà thứ hai mà chúng ta thấy rằng là các doanh nghiệp họ cũng xác định được cái điều rất là quan trọng là dịch vụ nó như là một trong những cái mô hình kinh doanh, một cái loại kinh doanh mà buộc phải có ở trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh thuần túy của họ, truyền thống của họ. Dù cho rằng là có những doanh nghiệp trước đây chủ yếu là sản xuất về về hàng hóa, cung cấp hàng hóa thay vì cho là những cái dịch vụ. À, rồi một cái điều nữa thì các bạn cũng thấy rằng là cái nhu cầu về những cái dịch vụ chuyên nghiệp nó ngày càng tăng lên một cách rất là cao, và chính điều này nó dẫn đến rằng là cái sự thay đổi trong cái cách làm kinh doanh của các cái doanh nghiệp, nó buộc rằng là chúng ta cũng cần phải có những kiến thức, cần phải có những cái nền tảng kiến thức về cái lĩnh vực về marketing dịch vụ để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề này nó tốt hơn. À, cái vấn đề thứ tư đó là cái dịch vụ marketing, marketing service, nó là một cái sự khác biệt, nó khác biệt với những cái hoạt động marketing truyền thống mà chúng ta đã từng được học, bởi vì do những cái đặc điểm của dịch vụ, do những cái vấn đề của dịch vụ như chúng ta đã trao đổi với nhau nãy giờ thì nó khác so với những hàng hóa vật chất thông thường. Dịch vụ là những thứ mà chúng ta không thể chạm vào, dịch vụ là những cái thứ mà nó sẽ khi cung cấp, quá trình cung cấp dịch vụ của chúng ta nó sẽ phụ thuộc không chỉ từ phía nhà sản xuất, từ phía bản thân cái người cung cấp dịch vụ, mà nó còn phụ thuộc vào những yếu tố khác nữa, ví dụ như là phụ thuộc vào cảm xúc của nhân viên, phụ thuộc vào cảm xúc của khách hàng, phụ thuộc vào cái sự tương tác giữa khách hàng, các khách hàng với nhau, vân vân. Và chính điều đấy nó làm cho cái service marketing nó khác với lại traditional marketing. À, bởi vì nó liên quan đến yếu tố con người, nó liên quan đến yếu tố quy trình, nó liên quan đến những cái yếu tố về 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 vô hình để mà nó có thể là tạo ra một những cái hoạt động marketing phù hợp. Và một cái điểm nguyên nhân, một điều cuối cùng nữa đó chính là service dịch vụ thì nó sẽ mang đến nhiều cái tiềm năng về lợi nhuận hơn. Với cái sự cạnh tranh ngày nay và với cái sự thay đổi về công nghệ rất là nhanh thì
cái việc mà các bạn tạo ra một cái sản phẩm và một cái doanh nghiệp khác bắt chước cái sản phẩm đấy của các bạn trong một cái khoảng thời gian ngắn là vô cùng đơn giản, là không khó. Thế thì cái điều gì nó tạo ra cái lợi thế cạnh tranh về giá, tạo ra cái sự khác biệt giữa các doanh nghiệp với nhau? Nhiều khi nó không phải là sản phẩm nữa, mà là những cái thứ nó thuộc về vô hình hơn hay nó khác, đó chính là nó thuộc về dịch vụ. Đúng không? Bạn thích đi bạn thích đến cái quán cà phê này không phải bởi vì cà phê ở đây nó ngon, đúng không nào, mà bởi vì cái dịch vụ ở đây nó tốt, bởi vì tôi thích cái không gian ở đây, tôi thích cái dịch vụ ở đây, tôi thích cái cô nhân viên đấy. Và như vậy thì bạn có quyền, những cái doanh nghiệp nào tạo ra được cái sự khác biệt đấy thì họ có quyền trả một cái mức giá cao hơn, và khách hàng khó lòng mà có thể so sánh được cái mức giá với những cái doanh nghiệp khác nếu như chúng ta chỉ cung cấp những cái sản phẩm vật chất quý. Ví dụ như là một cái xe hơi, một cái đôi giày sản xuất ra thì người ta phải tính ra cái chi phí để tạo ra một đôi giày như vậy là bao nhiêu. Ví dụ như là một đôi giày Nike Adidas, các bạn mua một cái giá 100 đô, đúng không? Các bạn mua giá 100 đô, nhưng mà cái cost, cái material, cho cái material để tạo ra một cái đôi giày đấy nó chỉ đâu đó khoảng cỡ 5 đô, 5 đến 7 đô. Và như vậy thì nếu như mà chúng ta chỉ làm ra một đôi giày không có thương hiệu và chúng ta bán thì cái giá đâu đó chỉ khoảng 5 đến 7 đô thôi. Nhưng mà tại sao Nike Adidas họ có thể bán giá đến 100 đô? Đấy chính là những cái thứ vô hình, đấy chính là dịch vụ, đấy chính là cái cách mà họ tạo ra sự khác biệt và họ có thể định giá cao hơn so với những cái sản phẩm thông thường, những cái sản phẩm mà thuần túy về mặt vật chất. Đấy là lý do mà nó làm cho cái ngành dịch vụ nó ngày càng trở nên quan trọng và nó đóng góp lớn vào trong cái sự phát triển của các doanh nghiệp, kể cả những cái doanh nghiệp như là General Motors hay là IBM, vốn như trước đây IBM chỉ sản xuất về máy tính không, nhưng mà vì họ ý thức được cái điều đấy nên họ mới chuyển đổi cái mô hình là không chỉ cung cấp một cái máy tính không, mà còn là những cái dịch vụ về IT, dịch vụ về hosting, dịch vụ về website, dịch vụ về tư vấn về công nghệ tin cho các cái tập đoàn, các doanh nghiệp, vân vân. Đấy. Thì đấy là những cái lý do để các bạn thấy rằng là tại sao cái marketing dịch vụ nó tách biệt ra và nó trở thành một cái môn học, một cái ngành học, một cái lĩnh vực mà độc lập và có cái vai trò quan trọng trong cái sự phát triển của marketing nói chung. Thì đấy là một vài những nội dung cơ bản mà tôi chia sẻ với các bạn. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ giải lao các bạn ha, chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng cỡ 15 phút, rồi sau đó thì chúng ta sẽ vào tiếp tục. Tuy nhiên thì lúc nãy có cái bạn nào đó, bạn nào thắc mắc là em vào điểm danh nhưng mà vào không kịp, quên mất điểm danh này. Này có bạn nào chưa?